也曾经可以伪装说过的谎，只要拥有你心就不会彷徨、哦、面对不完美的自己，爱有什么资格逃避，即使承受着委屈，我要证明我爱你，差一点就要失去，用尽所有的勇气，不管命运的抗拒，我要爱到底。面对不完美的过去，我们相处不容易，明天依然美丽，可幸福还没有看到结局。如果我屏住了呼吸，忍着伤痛走下去，直到em biết không, anh thích sự đáng yêu của em, thích sự chân thành vì bạn bè mà không ngại sống chết của em. Anh thích cái dáng vẻ đáng yêu của em, thích tất cả mọi thứ thuộc về em. Anh thích mỗi giây phút được ở bên em nữa. Ủa, trời đang nắng to, sao lại có mưa vậy? Anh đừng có nói nữa, phải cố lên đi, sắp tới nơi rồi. Em hãy hứa với anh một việc, nếu như anh chết, hàng năm em phải tới mộ anh nói chuyện với anh đó, biết chưa? Anh im đi, đừng có nói chuyện chết chóc nữa. Anh không chết đâu. Em thích anh, em thích anh gây gổ với em, em thích anh đấu khẩu với em, em thích anh bắt nạt em. Anh phải gắng lên, anh đừng có chết. Hạng Hạo à, con người của anh cười đùa cợt nhã, không nghiêm túc, nhưng đối với em là dạ. Hạng Hạo à, cố lên. Hạng Hạo, Hạng Hạo về à? Tới nhà rồi hả? Hạng Hạo. Tiêu Chí Quang, Tiêu Chí Quang, Tiêu Chí Quang, cứu tôi với, ở bên này nè. Tiêu Chí Quang, anh ta làm sao vậy? Hạng Hạo, Hạng Hạo, việc cứu tôi đã bị rắn cắn, mau đưa anh ấy tới bệnh viện đi. Vậy cô thì sao, có sao không? Tôi không sao. Nè, đỡ lên. Tôi đưa anh ta tới bệnh viện, các cậu lo cho Chí Quang Tiêu giùm tôi. Được. Được. Tiêu Chí Quang, cô không sao chứ? Tôi không sao. Tiêu Chí Quang à, Tiêu Chí Quang à, tôi không sao, cho tôi nghỉ một lát đi. Hạng Hạo, anh nhất định phải gắng lên, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì. Tiêu à, da em rộng quá, Hạng tóc Hạo của em cũng đẹp nữa. Hạng Hạo, tôi cho anh hay, nếu anh còn vậy nữa tôi sẽ giết anh xuống mặt kệ anh luôn đó. Em sẽ không làm vậy, em không nỡ đâu. Không nỡ hả? Tôi còn dám giết anh nữa đó. Bác sĩ Tô, bác sĩ Tô, bị sao vậy? Sao vậy? Mau đặt nằm xuống đi. Nếu anh chết, em sẽ yêu anh cả đời này, sẽ nhớ anh cả đời này chứ. Em còn chưa trả lời anh nữa. Được, được, được rồi, tôi sẽ nhớ anh cả đời này, vậy được chưa? Hả? Bỏ tay ra. Cậu có muốn vào cùng cậu ta không? Tôi đi khử trùng. Vẫn còn ý thức, mau lấy huyết thanh kháng độc. Dạ được.
huyết áp bắt đầu tăng rồi. Anh ta sao rồi? Bác sĩ tôi đang cấp cứu ở bên trong. Tiêu Vũ Quang, cô cũng đã mệt rồi, hay là cô về nghỉ trước đi. Ở đây đã có bọn tôi, cô yên tâm. Không sao, tôi có thể đợi ở đây. Bác sĩ Tô, Hạng Hạo sao rồi? Trên lưỡi Hạng Hạo có một vết thương, độc rắn đã vào cơ thể cậu ấy qua vết thương này. May mà lượng độc tố không nhiều, tôi đã truyền huyết thanh kháng độc cho cậu ấy, bây giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi. May quá, phúc lớn mạng lớn. Ở hiền thì gặp lành. Nhớ chăm sóc cẩn thận cho cậu ấy, chú ý ăn uống và theo dõi tình hình cho tôi. Được. Đi nghỉ trước đi. Được, đi thôi. Cô về nghỉ trước đi, ở đây có chúng tôi là được rồi. Cô đã vất vả một ngày một đêm rồi, cho dù cô có mình đồng gia sắc cũng không chịu nổi đâu. Vả lại cô ở đây cũng không giúp được gì. Tiêu Giáo Quan, vú nuôi của cô đang ho dữ lắm, chúng tôi đã tiêm cho bà ấy rồi, phiền cô qua xem sao. À, được. Mẹ uống trà đi, nóng đó, cẩn thận nha. Bảo Bảo, sao hôm nay con rảnh tới đây vậy? Hôm qua lúc trường quân đội diễn tập, có một học viên bị thương, con đưa anh ta đến bệnh viện, nhân tiện tới thăm mẹ thôi. Mẹ thấy con đang nặng nề tâm sự, người gầy hẳn đi, sắc mặt cũng kém, có phải gặp chuyện khó gì không? Gần đây gặp phải một chút chuyện khó. Bảo Bảo, làm giáo quan ở trường quân sự có phải rất khó hay không? Hay là chúng ta đi đi con. Không sao đâu mẹ à. Mẹ đừng có lo lắng nữa, so với bệnh của mẹ thì không có việc gì khó hết á. Con đường mà chúng ta đi, yêu ma quỷ quái gì mà chúng ta chưa gặp chứ. Con gái mẹ đều đã thu phục bọn chúng rồi. Yên tâm, con gái của mẹ là thiết kim cương vô địch thiên hạ. Không sao đâu. Anh tỉnh rồi hả? Nè, ngồi dậy. Yên tâm đi, tôi không chết được đâu. Còn cười được nữa. Cậu không biết đâu, tôi bị như vậy thật ra rất đáng. Hôm qua lúc Tiêu Hàm đưa tôi đến bệnh viện đó, tôi đã đem những lời trong lòng mình nói với cô ấy rồi.
Cô ấy cảm động phát khóc lên luôn. Đừng có nằm mơ nữa. Thật đó, cô ấy nói cô ấy sẽ yêu tôi cả đời, sẽ nhớ tôi cả đời. Cô ấy nói cô ấy nhớ tôi. Cô ấy nói cô ấy yêu tôi. Yêu tôi. Hình như tôi có nói với anh như vậy đó. Ngưỡng mộ tôi thì cứ nói là ngưỡng mộ đi, cần gì phải nói linh tinh vậy chứ. Là anh Thẩm Văn Đào đưa anh vào bệnh viện đó. Anh nghe thấy chưa? Ai? Anh Thẩm Văn Đào. Anh Thẩm Văn Đào. Tại sao lại là anh vậy chứ? Là tôi cứu anh, cõng anh quay về đây. Trên đường anh còn sờ tôi, nói rất nhiều lời buồn nôn. Nghe nói sờ nhiều lần, còn nói rất nhiều lần nữa. Chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Tôi đi tìm Tiêu Hàm cái. Ê, đi đâu vậy hả? Đừng có làm loạn nữa. Tôi nói cho anh biết, mạng của anh là do tôi đem về. Đừng làm tôi lãng phí công sức. Đúng vậy, giữ sức quan trọng. Việc tán gái sau này hãy nói. Anh hãy gọi điện cho tôi đi. Anh còn chưa đi hả? Hàng Hào không sao chứ? Anh ta mạng lớn nên không sao. Khi anh thả rắn, anh ta có nhìn thấy không vậy? Em lo quá. Không cần lo, anh không sao. Bây giờ bên đám Hàng Hào không có chút động tĩnh gì. Điều đó cho thấy bọn chúng không hề biết việc này là có người làm. Cho dù bọn chúng có nghi ngờ là có người giở trò, bọn chúng cũng không có bất cứ chứng cứ gì. Loại rắn độc này khắp nơi đều có. Ai biết được là do chúng ta cố ý thả chứ? Phải rồi. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng gánh vác một mình, tuyệt đối sẽ không để liên lụy tới em đâu. Thiên Hàn à. Thiếu Kỳ, việc em cần phải làm bây giờ chính là phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không được để lộ mọi chuyện. Nè, Hàng Hạ sao rồi? À, không sao đâu, đã tỉnh lại rồi, đã qua cơn nguy hiểm. Tôi đang muốn mang cơm vô cho anh ấy nè. Tôi nghe nói hôm qua cái Hàng Hạ mất tích đã luôn ở bên cạnh Tiêu Hàm, có đúng vậy không? Anh Hạ ở cùng với ai có liên quan gì tới cô sao? Lo chuyện không đâu. Gì mà lo chuyện không đâu chứ, việc của Hàng Hạ chính là việc của tôi mà. Được rồi, tất cả việc ở Long Thành này đều là việc của cô được chưa? Đừng quá để tâm vào những chuyện vụn vặt đó, mệt cả người, khổ tâm suy nghĩ, không đáng đâu. Anh biết gì mà nói đáng hay không đáng chứ. Nhắc nhở cô. Cô xem, việc ngắm cảnh đó không thể ngừng lại ở một nơi. Bên ngoài vẫn còn nhiều cảnh đẹp hơn phải không? Nếu chỉ xem ở một nơi, mắt sẽ nhỏ lại như con muỗi đó. Tiểu Vũ, mày đang làm gì đó Tiểu Vũ? Nè, để tao ôm mày nha. Nè, đây 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 đây. Tiểu Vũ à. Tiểu Vũ. Thank you.
Không ngờ là cô lại ngốc tới vậy. Nhìn thấy rắn mà cũng không tránh là sao? Chẳng phải tôi cũng vì muốn cứu anh sao? Tôi càng mong tôi là người bị cắn hơn đó. Em có biết tại sao anh cứ suốt ngày bắt nạt em không? Bởi vì chỉ có như vậy em mới chịu nói chuyện với anh thôi. Anh thích sự đáng yêu của em, thích sự chân thành vì bạn mà không ngại sống chết của em. Anh thích cái dáng vẻ đáng thương của em, thích tất cả mọi thứ thuộc về em. Anh thích mỗi giây phút được ở bên em đó. Mày nói xem tên Hạng Hạo này rốt cuộc đã dùng phép thuật gì với tao vậy? Tại sao tao cứ nhắm mắt lại là hiện lên toàn những lời anh ta nói chứ? Tao không thể suốt ngày nghĩ đến anh ta được. Bệnh của mẹ còn chưa chữa khỏi, tao nhất định phải nghĩ đến mẹ mới được. Với lại Tiền Bảo Bảo tao hành tẩu giang hồ đã lâu như vậy rồi, trước giờ không sợ trời không sợ đất. Mày nói xem sao tao có thể sợ hắn kia chứ? Như vậy tao sẽ bị đồng đạo giang hồ cười chết mất. Tao như vậy không ổn đâu. Tao không thể cứ nghĩ đến anh ta được. Bây giờ tao phải chuyên tâm chữa khỏi bệnh cho mẹ đã. Tao không thích anh ta. Tao không thích anh ta. Tao không thích anh ta. Tao không thích anh ta chút nào. Tao không thích anh ta, mày có biết không hả? Tao sẽ không bao giờ thích Hạng Hạo. Mày có biết chưa? Chuyện này tôi nhất định phải tìm cô ấy hỏi cho rõ ràng mới được. Anh không thể đi. Cho dù bọn em có đồng ý, bác sĩ Tô cũng sẽ không đồng ý đâu. Đừng đi mà. Chuyện này liên quan tới chung thân đại sư của tôi. Nếu như hai cậu không giúp đỡ thì đừng trách tôi không giận anh em với các cậu đó nha. Hỡi thế gian, tình ái là chi? Nói trắng ra là một vật bắt một vật phải quy phục. Nếu là anh em thì mau nghĩ cách giúp tôi đi, xem làm sao mới có thể thoát khỏi tầm mắt của bác sĩ Tô. Tiêu Chấn Quang, Tiêu Chấn Quang, chuyện gì vậy? Anh Hạo nhờ tôi chuyển lời đến cô, nói giờ mão này hẹn gặp cô ở vườn hoa sau trường. Làm ơn chuyển lời đến anh ta, tôi không rảnh đâu. Tôi xin cô đó, làm ơn đừng làm khó tôi. Tính cách anh đã như thế nào cô không rõ sao? Không biết chừng lại bày ra trò quỷ quá gì đó. Vậy chúng ta nói một cách khác, anh ấy vừa mới khỏi bệnh, cô hãy cho anh ấy một cơ hội đi. Không lên tiếng nghĩa là đồng ý rồi. Hả? Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi. Chào cô. Hôm thị giả chiến, Tiêu Hàm và Hạng Hạo đã mất tích cả buổi tối. Anh nói xem hai người họ đi đâu và làm tôi gì rồi. Tôi nghe nói là bị rơi xuống núi rồi. Anh nói xem hai người này, chúng ta còn không sao mà họ lại có thể rơi xuống vách núi. Anh nói xem cô nam quả nữ, gió rít trăng mờ, có thể làm gì chứ? Chẳng phải Cố Tiêu Bạch đã nói rồi sao? Người ta vốn dĩ là một đôi mà. Ê, chúng ta là trường quân đội, chứ chàng chàng thiếp thiếp thì ra thể thống gì chứ? Lão đại, em thấy hiệu trưởng nên quản chuyện này mới phải. Họ muốn làm gì thì làm. Trường quân đội nhiều gì chứ vậy? Cha tôi làm gì có thời gian quản họ. Anh nói xem Thẩm Chính Đạo cũng thiệt là ngày hôm nay thời tiết đẹp quá ta. Có đúng như vậy không? Chào Tiêu Giáo Quan. Lão đại, em đi vệ sinh chút, anh tiếp nha. Hay là hai người dùng đi. Bọn Lý Thiên Hàng miệng mồm xấu xa nhất, cô đừng để bụng. Không sao, những lời nói bóng gió này tôi nghe tay trái rồi lọt ra tay phải thôi. Vậy thì tốt. Hạng Hạo anh ấy không sao chứ? Anh ta không sao, cô đừng lo. Cảm ơn anh. Cảm ơn tôi chuyện gì? Vì tôi đã cứu Hạng Hạo sao? Không phải, cảm ơn anh vì đã cứu chúng tôi. Không có gì. Tôi nghĩ trong hoàn cảnh đó thì bất kỳ ai cũng sẽ làm như vậy thôi. Nhưng nếu như cô thật sự muốn cảm ơn tôi thì trường quân đội tối nay có chiếu phim chi bằng cô đi xem cùng tôi nha.
Được thôi, vậy tôi đi trước nha. Được, tạm biệt. Sao? Ê, anh bác sĩ kia. Cô Tư Bạch, bác sĩ Tô. Anh Hạo ngủ rồi. Bác sĩ Tô. Đừng mà, đừng bác mà. Sĩ Tô à, bác sĩ Tô. Bác sĩ Tô, bệnh của tôi lại tái phát nữa rồi. Tại chuyện gì mà? Tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, cô không bị bệnh gì hết. Tài nguyên chữa trị của bệnh viện chúng tôi có hạn, cô cứ suốt ngày than vãn như vậy khiến tôi cảm thấy rất là khó xử đó. Nhưng tôi giáo hoàng à, tôi thật sự bị bệnh rồi đó. Mau đi theo tôi. Vợ chồng hoạn nạn. Cậu nói coi, chẳng mấy khi chiếu phim mà lại chiếu vợ chồng hoạn nạn là sao đây? Đúng vậy. Chẳng hợp với tình hình chút nào. Nè, đi thôi. Đi. Văn Đạo, sao anh đến sớm như vậy? Đi thôi. Đợi người đi. Mình đi thôi, nhanh lên. Đến rồi à? Mình vào đi. Được. Đứng lên đi, để tôi cõng anh nha. Hả? Nè. Anh không nghe nhầm được chứ? Em không sợ bị anh lợi dụng hả? Đừng có ở đó ăn nói lung tung nữa. Nhanh lên đi. Không cố nổi. Anh làm được mà. Cái khuyên tai này là do một người rất quan trọng đã tặng cho tôi. Có thể là nó trông rất bẩn, rất trẻ tiền, rất xấu xí, nhưng nó lại là thứ quan trọng nhất trên đời này với tôi. Anh là người không có lương tâm, anh chỉ là một công tử nhà giàu, lòng dạ sắt đá thôi. Tôi chẳng hiểu gì hết, họ đã hẹn hò mà, sao giờ nhanh vậy chứ? Ra quân thảo phạt chưa báo tin thắng mà đã chết. Tôi không hiểu gì hết. Những người có mắt đều nhìn ra Hàn Hạo có tình với Tiêu Giáo Quan, Tiêu Giáo Quan có ý với Hàn Hạo. Và lại từ nhỏ họ đã đính hôn rồi. Đây rõ ràng là trăng đính rằm trăng tròn, là chuyện theo lẽ tự nhiên mà. Bác sĩ Tô. Nè. Bác sĩ Tô, bác sĩ Tô, anh xem giúp tôi đi. Tôi thấy khó chịu liên tục suốt mấy ngày nay rồi. Bác sĩ Tô, bác sĩ Tô. Ê, tôi nói nè, hai người này sắp thành đôi rồi mà còn ngập ngừng cái gì nữa chứ. Trong thế giới tình yêu, lúc nào cũng phải có một người tỏ ra yếu mềm. Cậu nói xem, Hạng Hạo là một lãnh chúa bá đạo, còn Tiêu Giáo Quan là nữ trung hào kiệt, ăn mềm không ăn cứng. Hai cái rễ cứng này nếu như gặp phải nhau, có thể ở bên nhau không? Ê, lão đổ câu được đó. Một đứng độc thân. Nói rất có lý. Người anh em, tôi chỉ là không hám cái thứ này. Nếu tôi mà hám thứ này,
thì vốn dĩ không có chuyện của cậu và Hạng Hạo rồi. À, nếu cậu đã nói như vậy rồi thì đợi tôi và anh Hạo đi, để sau khi chúng tôi xong xuôi rồi cậu hãy tính. Không thành vấn đề. Nếu đã tìm ra nguồn của căn bệnh thì có phải chúng ta nên cho thêm chút dầu vào lửa làm sứ giả hòa bình giải quyết vấn đề không hả? Tôi thấy được đó. Cảm động. Không được rồi. Bộ phim này hay quá. Xem sắp khóc luôn á. Tôi thấy chưa được lắm. Sao vậy? Nhưng mà thay thiệt mà. Đúng rồi, bộ phim cảm động quá trời. Tôi thấy bộ phim này cũng hay lắm. Chỉ có điều nhiều cảnh đánh trận quá. Thực ra từ tên phim đã có thể thấy đây là một bộ phim rất buồn. Vậy sao? Nhưng mà không sao đâu. Nếu như cô không thích xem thể loại phim này thì lần sau chúng ta đổi loại khác. Không đâu. Tôi thấy hay là lần sau đi xem phim, rủ thêm Hạng Hút và Cao Mỹ Nhân cùng đi đi. Hai người xem riêng với nhau kỳ kỳ sao á. Tại sao họ... Sau này đều nghe theo cô. Tôi đưa cô về nha. Mở trang 46 ra. Mọi người đều biết tâm trạng của quan chỉ huy có liên quan đến việc lựa chọn chiến lược chiến thuật. Có nhiều lúc tâm trạng của quan chỉ huy cũng sẽ ảnh hưởng đến sự thắng bại của cuộc chiến. Báo cáo. Giáo quan Tiêu, tôi muốn nói lên cảm nhận của mình một chút. Học viên Thẩm, mời nói. Tôi cho rằng cuộc đời một người không có lúc nào là không ở trong những tâm trạng khác nhau. Tâm lý học là để dạy chúng ta cách làm sao để khống chế cảm xúc, chứ không phải bị cảm xúc khống chế. Ví dụ tôi sẽ không thể nào kiềm chế được mà nghĩ đến một chuyện nào đó, một người nào đó. Nhưng mà tôi nghĩ như vậy vừa không thể tác động đến đối phương, cũng không thể thay đổi kết cục. Cho nên thay vì không tưởng thì thà rằng đừng nghĩ nữa. Giáo quan Tiêu, cô nói xem tôi nói có đúng không? Đúng. Ví dụ này của anh Thẩm rất hay, vô cùng chuẩn xác. Được rồi, chúng ta tiếp tục. Chào giáo quan Tiêu. Giáo quan Tiêu, không xong rồi. Cậu và Cố Tiểu Bạch sao hôm nay không đi học? Đừng lo nhiều như vậy mà. Anh Hạo bị độc rắn tái phát, sắp không xong rồi. Cứ làm ầm lên rồi đi gặp cô, mau đi xem đi. Đi. Ở đâu vậy? Văn Đào, tình tốt đây. Thiết bị là phẫu thuật cho Bắc Tiền để đưa ra khỏi Thượng Hải. Chắc vài ngày nữa sẽ đến Long Thành thôi. Trước kia vì là lý do thời tiết biển nên đã làm lỡ hành trình tàu đi. Nè, anh hãy nói cho cô ấy biết chuyện này đi. Cảm ơn, cậu đã vất vả rồi. Có gì đâu mà cảm ơn, chuyện nhỏ thôi. Nè, ngược lại anh, chuyện gì cũng làm thay cho cô ấy hết. Cũng chẳng biết cô ấy có hiểu được tấm lòng của anh hay không. Cô ấy có biết hay không, không quan trọng. Hy vọng là cô ấy có thể hiểu được. Tiểu Bạch, Hạng Hạo, anh ấy sao rồi? Cô xem cậu ấy như vậy, chắc chắn Hạng Hạo không xong rồi. Cô mau vào xem đi. Hạng Hạo. Được rồi, người ta đã vào rồi còn khóc gì nữa. Diễn khá lắm, rất tuyệt đó. Cậu thử xem, tôi căn bản là không ngừng được. Hạng Hạo à, Hạng Hạo, anh đừng chết. Hạng Hạo à, sao anh có thể chết được chứ? Tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa nói với anh mà. Hạng Hạo, anh đừng chết. Sao anh có thể chết như vậy được chứ? Anh tỉnh dậy đi.
chết mà. Hoàng Hảo, chưa chết đâu. Anh vẫn chưa chết đâu. Anh còn chết hả? Vậy tại sao anh lừa tôi là anh chết chứ? Làm tôi sợ chết đi được à? Làm gì anh có chết đâu chứ? Anh nói đi, có phải anh cấu kết với Đỗ Phong và có Tiểu Bạch lừa tôi là anh chết hay không? Anh có cần phải làm mấy chuyện vô vị gì không? Nhưng mà Đỗ Phong đã chạy đến trường tìm tôi nói cái gì? Chất độc trong người anh tái phát. Cố Tiểu Bạch còn khóc nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt nữa. Này, lúc nãy em khóc gì vậy? Chắc không phải là khóc vì anh đó chứ? Tôi khóc là vì anh vẫn chưa trả lại khuyên tay cho tôi. Anh chết tôi tìm ai đòi? Em đừng có cứng miệng nữa nha. Lúc nãy anh nghe hết trơn rồi. Em nói em không nợ để anh chết. Không có. Em còn rất nhiều lời muốn nói với anh. Không có. Đúng không? Đúng không? Có đúng không? Bỏ ra đi. Hai người cứ tiếp tục đi. Em không nhìn thấy gì hết. Quần áo này sạch sẽ thiệt ha. Hai người các cậu cấu kết với nhau để lừa gạt tôi. Món nợ này tôi sẽ tìm hai người tính sổ. Nếu tôi không nói vậy thì cô có chạy đến thăm lão đại của tôi không chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Binh bất yếm trá là cô dạy chúng tôi mà. Được rồi, đại ân không đòi hồi báo. Cho chúng tôi chút không gian riêng tư đi. Làm ơn ha. Lập tức biến mất. Đi liền đi. Ơi, anh làm cái gì vậy hả? Buồn ra coi. Lưu manh. Cho dù có là lưu manh, người ta cũng chỉ lưu manh với một mình em thôi. Bỏ ra. Đâu? Sao hả? Anh đã ở đâu? Em không thèm nhìn thấy tấm chân tình của anh. Trái tim anh thực sự rất đau. Anh diễn kịch đến nghiện rồi hả? Em nói xem, trên đời có hàng trăm hàng vạn người, nhưng sao anh lại chỉ thích có mình em chứ? Gì nữa hả? Anh không thể vào được. Không thể vào. Giáo Văn Tiêu, anh tôi có gì muốn nói với cô. Anh không thể vào đó được. Khoan đã. Không thể vào. Nè, Thẩm Văn Đào, cho tôi một phút. Thẩm Văn Đào à? Anh không thể vào được đâu. Làm ơn ra ngoài đi. Học viên Thẩm, có chuyện gì vậy? Tôi có một tin tốt liên quan đến vú nuôi của cô. Lần nào cũng xen vào. Thẩm Văn Đào thật có tài mở quán bói toán đó. Đáng thương cho lão đại của chúng ta lại bị Thẩm Văn Đào cướp mất cơ hội rồi. Chỉ còn có chút xíu nữa thôi là không được rồi. Nhớ phải chú ý theo dõi kỹ. Cô ra ngoài trước đi. Tiêu Giáo Quan à, bệnh của vú nuôi cô hiện giờ dùng thuốc đã có thể khống chế được rồi. Hơn nữa tôi vừa nhận được tin tức, các thiết bị đã được vận chuyển đến Thượng Hải. Chỉ còn vài ba ngày nữa thôi là có thể đến được Long Thành. Vậy tốt quá, đây thật sự là một tin tốt lành. Cảm ơn anh bác sĩ Tô. Bác sĩ Tô, tin tức của anh thật linh thông. Tôi không dám cướp công đâu. Có thể xin được phê duyệt nhanh như vậy phải cảm ơn Hàng Hào đó. Cậu ấy vì chuyện này đã chạy đến rất nhiều nơi, bỏ rất nhiều công sức. Cô muốn cảm ơn thì cảm ơn Hàng Hào đi. Tốt quá rồi, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng của thắng lợi rồi. À phải rồi, không phải lúc nãy anh vừa nói có tin tức tốt muốn nói với tôi sao? Là gì vậy hả? Tôi chỉ muốn nói với cô là vú nuôi của cô sắp được phẫu thuật rồi. Rốt cuộc là đi đâu vậy chứ? Để mình đợi lâu như vậy. Không được,
Mình đang làm cái gì vậy nè? Loạn hết cả rồi hay sao? Quá mất mặt. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Sao cô lại ở đây? À, tôi đến tặng anh ngôi sao. À, không phải. À, tôi đến để khám bệnh. Tôi cảm thấy không khỏe. À, tôi bị đau bụng. Tôi vào nhà vệ sinh trước. À, bác sĩ Tô. Có gì, tôi là bác sĩ, chuyện nên làm thôi. Bác sĩ Tô. Không hay rồi, tôi bị đau bụng. Bác sĩ Tô à, tôi phải đi vào nhà vệ sinh một lát. Anh muốn vào nhà vệ sinh sao? Tôi đi cùng anh nha. Không cần đâu, Văn Đào đi với tôi nha. Bác sĩ Tô, bác sĩ Tô. Chủ nhiệm Tạ, tại sao mấy ngày hôm nay bác sĩ Tô cứ thấy tôi là đau bụng hoài, sao vậy chứ? Chủ nhiệm Tạ, tôi chỉ cô vài chiêu nha. Hả? Hả? Cô muốn theo đuổi người khác, không thể suốt ngày cứ bám dính lấy người ta như vậy. Không được quấn lấy không buông. Vậy vậy tôi phải làm sao? Cái này phải học Gia Cát Lượng thu phục mạch hoạch đó. Bắt rồi thả, thả rồi bắt. Bắt rồi thả, thả rồi bắt. Sau đó rồi sao? Nói rõ hơn một chút thì là đối phó với đàn ông thì phải thỉnh thoảng chủ động, thỉnh thoảng bị động. Đừng có bị kích động, tùy cơ hành động. Cho dù trái tim cô có bị rung động cũng phải giả vờ án binh bất động. Như vậy đàn ông mới có thể bị cô hàng phục sát đất. Đã hiểu chưa? Sau này nhớ lúc nào nhập hàng về thì phải gọi anh. Việc nặng cứ để đàn ông làm. Một cô gái yếu đuối như em sao có thể làm được việc này? Anh Thiên Hàng à, giờ đang là thời khắc quan trọng tuyển chọn đội trưởng đội chiến sĩ tinh anh. Anh bận như vậy không cần phải cố gắng để xin phép đến đây giúp em đâu. Không sao đâu. À phải rồi, hai tên Hạng Hạo và Thẩm Văn Đào đó có phải gần đây hay đến chỗ em không? Phải cẩn thận với hai tên đó nha. Bọn chúng chắc chắn không có lòng tốt gì đâu. Đúng vậy.
Gần đây em cũng hay suy nghĩ. Anh nói xem, em cũng gây rất nhiều chuyện cho Hạng Hạo và Thẩm Văn Đào, nhưng kỳ lạ là lần nào họ cũng có thể tránh được. Lẽ nào đó là ý trời? Thiếu Kỳ, em thật sự lương thiện hay là ngốc nghếch khiến người ta lo lắng? Có một điểm anh cần phải nhắc nhở em. Lương thiện chỉ có tác dụng với người lương thiện thôi. Đối với bọn người đại gian đại ác, nhất định phải lấy ác báo ác, nợ máu phải trả bằng máu. Thiếu Kỳ, tấm lòng của anh chắc em cũng hiểu. Anh muốn thay thế Thiếu Hoa làm người có thể che mưa chắn gió cho em suốt đời. Anh Thiên Hàng à, em không xứng với anh đâu. Em đừng nói như vậy. Anh hy vọng em có thể toàn lực ủng hộ anh, giúp anh trở thành đội trưởng đội chiến sĩ tinh anh. Nhưng mà em thật sự không xứng với anh đâu. Anh Thiên Hàng à, anh buông tay em ra. Lý Thiên Hàng, anh đang làm gì vậy? Giáo quan Tiêu, sao cô lại chạy đến chỗ này lo chuyện Bao Đồng vậy? Lần này lại muốn giúp ai đây? Tôi đến giúp Thiếu Kỳ. Anh đừng hòng ức hiếp cô ấy. Cô hiểu lầm anh ấy rồi. Tôi không cần cô giúp gì hết. Thiếu Kỳ, nếu như không còn việc gì nữa thì anh đi trước đi. Đồ anh đã chuyển hết rồi. Còn nữa, giúp anh giải thích với giáo quan Tiêu, anh không muốn cô ấy hiểu lầm đâu. Thiếu Kỳ, Lý Thiên Hàng, anh ta không phải là người tốt đâu. Cô đừng nên tiếp xúc với anh ta nhiều quá. Tôi không muốn cô nói điều gì vậy Thiên Hàng. Chuyện của tôi không cần cô lo. Tôi tự biết phải làm gì. Tôi không lo gì của cô, chỉ là tôi sợ cô bị thiệt thòi thôi. Giáo quan Tiêu, tôi nhớ cô từng nói Hạng Hạo và Thẩm Văn Đào là những người cô quan tâm nhất thì phải. Bây giờ tôi trịnh trọng nói với cô, Thiên Hàng chính là người mà tôi quan tâm nhất. Chính vì vậy tôi không cho phép cô nói gì về anh ấy. Cô về đi.是吟唱前。